Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng theo hướng phát triển bền vững trong giai đoạn tới, đồng thời thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai chương trình Hành động Quốc gia về sản xuất tiêu dùng bền vững, lộ trình thực hiện đổi mới sinh thái tại Việt Nam. Trên thế giới, từ Hội nghị về môi trường và phát triển của Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Rio de Janeiro vào năm 1992, khái niệm về sản xuất và tiêu dùng bền vững SCP đã được đề cập. Đến nay, hầu hết các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã xây dựng lộ trình phát triển các chiến lược SCP. Việt Nam cũng đã tích cực triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án và hoạt động có liên quan, đồng thời tiếp tục đổi mới, hoàn thiện khung pháp lý nhằm phù hợp với xu hướng và điều kiện mới. Trong giai đoạn 2014-2015, được sự hỗ trợ của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc và Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam, trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Sáng tạo và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành liên quan triển khai hai hợp phần gồm rà soát đánh giá hiện trạng và khuyến nghị chính sách thúc đẩy đổi mới sinh thái tại Việt Nam và hợp phần áp dụng thí điểm đổi mới sinh thái cho một số doanh nghiệp. Với hai hợp phần về rà soát đánh giá hiện trạng và khuyến nghị chính sách thúc đẩy đổi mới sinh thái tại Việt Nam và hợp phần về áp dụng thí điểm đổi mới sinh thái cho một số doanh nghiệp. Kết quả của dự án có ý nghĩa không nhỏ trong việc xác định các hành động ưu tiên trong lộ trình triển khai chương trình đổi mới sinh thái tại Việt Nam nhằm thúc đẩy thực hiện đổi mới sinh thái ở cấp độ doanh nghiệp nói riêng và thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam nói chung. Thông qua dự án này, đó là một điểm kỳ đầu tiên đạt các trải qua thời kỳ phát triển từ công nghệ thấp rồi lao động giá rẻ, và mục tiêu ban đầu là chỉ làm có tạo ra nhiều việc làm, thì cái bước tiếp theo là làm thế nào tăng lên cái lợi thế so sánh. Thì hy vọng rằng với cái sự ra đời của cái dự án này thì nó sẽ giúp cho chúng ta hiện thực hóa được chiến lược bằng các chính sách cụ thể, trong đó chúng ta sẽ phải làm thế nào để tăng cường công nghệ năng, làm thế nào để nâng cao khả năng cạnh tranh để giúp phát triển công nghiệp. Bộ Công Thương cho biết sẽ thực hiện lộ trình đổi mới sinh thái trong hai giai đoạn 2016-2020 và 2021-2030. Theo đó, giai đoạn 2016-2020 đặt ra mục tiêu tỷ lệ các doanh nghiệp áp dụng các công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao phải đạt 60-70%, 50% các cơ sở sản xuất áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp môi trường, tái chế chất thải trong GDP lên 42-45%. Giai đoạn 2021-2030 sẽ triển khai đồng bộ các hoạt động thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. Các mô hình thực hành về sản xuất và tiêu dùng bền vững được giới thiệu và phổ biến tới các doanh nghiệp và cộng đồng. Chương trình Hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ Việt Nam thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ chính từ các khâu trong vòng đời sản phẩm. Cụ thể, xây dựng, hoàn thiện khung thể chế và chính sách thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng, thực hiện tái chế, tái sử dụng chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Sản xuất và tiêu dùng được xem là bền vững khi các sản phẩm tiêu dùng đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn, đồng thời giảm thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các vật liệu độc hại, giảm thiểu lượng chất thải phát tán ra môi trường trong suốt vòng đời từ khâu khai thác nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến phân phối tiêu dùng và thải bỏ. Do đó, việc Việt Nam triển khai chương trình Hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, lộ trình thực hiện đổi mới sinh thái tại Việt Nam được đánh giá là hướng đi quan trọng để giải quyết các vấn đề môi trường, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.